Dạ em chào anh Dương Minh. Em chào những anh chị nào mới vào livestream à. Dạ những hàng xe thẳng tắp đã được chuẩn bị để cho các anh chị chiêm ngưỡng. Dạ. Đây, hôm nay em đang sắp xếp rất nhiều loại xe luôn. Em chào anh Nhật Trường Tân, em chào anh Thêm Danh. Dạ các anh chị vào xem xe nha. Em quay chi tiết những con xe cho các anh chị xem những con xe mới về. Rồi, ok anh Hà Đình Trọng, anh đợi em chút xíu nha. Em chào anh Lớp, em chào anh Quang Bùi, em chào anh Starboy Châu, em chào anh Hoàng Hùng. Rồi, tất cả những dòng xe sẽ được quay trong tối nay. Dạ thì hiện giờ thì cửa hàng em cũng đóng cửa rồi. Dạ nãy giờ khách đông quá em cũng không có chia sẻ nhiều, cũng không có livestream được cho quý vị. Bây giờ cửa hàng em đóng cửa rồi thì em bắt đầu mới livestream chia sẻ cho quý vị. Quý vị nào mới vào livestream chia sẻ cái livestream này giúp giùm em nha quý vị. Quý vị nào mới vào livestream chia sẻ giúp giùm em nha. Dạ, dự là đêm nay em sẽ chơi hoành tráng với quý vị luôn. Những dòng xe rất là đẹp. Đó, em có dựng hết tất cả các dòng xe bên phía bên dưới rồi nha quý vị. Những dòng xe em dựng phía bên dưới thì do là cái diện tích nó hơi nhỏ đó, nên mỗi xe thì em chỉ dựng một chiếc thôi, chứ không phải là cửa hàng em chỉ có một chiếc một màu mấy những màu này thôi đâu nha quý vị. Thì những dòng xe này bên em còn đầy đủ tất cả các màu luôn, nhưng do hiện tại cái mặt bằng trưng bày bên em còn nhỏ nên em không thể trưng bày được hết tất cả. Dạ. Thì hôm nay em đang livestream cho quý vị xem từ chi nhánh 824 Trường Trinh, phường 15, quận Tân Bình. Đây là một trong những chi nhánh mới của Minh Long Mô Tô. Dạ, đây là một trong những chi nhánh mới của Minh Long Mô Tô. Thì tại chi nhánh 824A, phường 15, Tân Bình, tụi em có đầy đủ tất cả các dòng xe và đầy đủ màu. Và chi nhánh 824A, phường 15, quận Tân Bình cũng chọn là một trong những chi nhánh lớn của hệ thống showroom Minh Long Mô Tô. Và tụi em có kho chứa lên tới hơn 200 xe. Nên khi tới Minh Long Trường Chinh, quý vị sẽ không phải lo là xe hết màu nha quý vị. Hiện tại bên em có đầy đủ màu của tất cả các dòng xe, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm. Và thì trong cái livestream ngày hôm nay em sẽ tư vấn cho quý vị về các hình thức mua xe nhập khẩu, cũng như là giới thiệu cho quý vị về các dòng xe quý vị yêu thích. Và quý vị cứ vào livestream và chia sẻ giúp giùm em. Và để mình có thể tham khảo được các dòng xe quý vị. Đây, rất nhiều xe nha. Và em xin nhắc lại là những mẫu xe hiện tại em đang quay cho quý vị xem thì có thể là nó không đủ màu quý vị, nhưng mà khi quý vị tới mua xe sẽ có đầy đủ màu như quý vị. Tại vì ở chi nhánh 824A Trường Chinh thì cái mặt bằng trưng xe không được rộng, nhưng bù lại tụi em có diện tích kho lên tới gần 300 xe như quý vị. Nên khi quý vị tới chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, quý vị sẽ không lo những tình trạng như là hết xe nha quý vị. Xe ở bên em có rất là nhiều, đầy đủ xe và đầy đủ màu sắc, quý vị cứ hoàn toàn yên tâm. Em chào những quý vị nào mới vào livestream của em à. Anh chị mới vào livestream có thể cho em xin một chia sẻ được không ạ? Và các anh chị cứ để lại bình luận bên phía bên dưới đi. Hôm nay em sẽ tư vấn cho các anh chị những hình thức mua xe cũng như là tư vấn về những hình thức trả góp. Đa số những dòng xe tại siêu thị xe máy Minh Long thì quý vị chỉ cần đưa trước từ khoảng 15 cho tới 25 triệu, và chi phí góp hàng tháng chỉ dao động khoảng từ hơn 2 triệu như quý vị cho tất cả các dòng xe. Và quý vị comment bên phía bên dưới giúp giùm em quý vị thích xem xe nào à, để em có thể tư vấn cho quý vị, hoặc là quý vị có nhu cầu muốn trả góp xe nào quý vị có thể comment bên phía bên dưới giúp giùm em. Và em sẽ quay chi tiết cận cảnh những dòng xe quý vị thích. Và em đang livestream cho quý vị xem tại chi nhánh 824A Trường Trinh, phường 15, quận Tân Bình à. Hiện tại giá Sa Chi F 150 bên em đang có giá hiện tại chỉ có 51 triệu thôi nha anh, chưa bao gồm phí ra biển số. Đây, nguyên một dãy hàng Sa Chi F 150 bên em đây, Sa Chi F Sonic có đầy đủ nha quý vị. Hiện tại mỗi mẫu tụi em chỉ trưng một tới hai màu thôi nha quý vị, tại do cái diện tích trưng bày tại chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình nó hơi nhỏ, nên tụi em chỉ trưng mỗi mẫu một màu, mỗi mẫu xe thì chỉ vài ba màu thôi. Và quý vị nào mới vào livestream chia sẻ livestream giúp giùm em nha. Và em cảm ơn quý vị rất nhiều, quý vị vào xem livestream chia sẻ livestream giúp giùm em. Và em cảm ơn quý vị. Và thì chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình
Do diện tích trưng bày còn nhỏ nên xe tụi em trưng hiện tại chỉ mỗi dòng xe tụi em trưng chỉ được từ 1 tới 2 màu. Nhưng khi quý vị tới mua xe tại chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình thì tụi em có đầy đủ tất cả các màu xe. Vì kho tụi em chứa lên tới gần 300 xe nha quý vị. Và sức chứa kho tụi em lên tới gần 300 xe. Trả góp xa chia thì anh chị chỉ cần đưa trước khoảng 15 tới 20 triệu là được nhanh. Trả góp thì khoảng 2 triệu một tháng là anh có thể trả góp được rồi. Đây, bản xa chia trước mặt quý vị đây em đang quay là bản xa chia được tụi em có trang bị, có độ, có gắn thêm một số phụ kiện như là bản Titan. Đây, bản Titan. Bản Titan. Đó, phía sau thì em có trang bị thêm cho quý vị cái phần móc khóa nữa. Móc khóa phía sau. Đây, xe này thì tụi em mới gắn cái chống trộm nên chống trộm chính hãng của Su nên có thể bật đồng hồ lên được. Đây, em quay cho quý vị xem cái đồng hồ xa chia nha. Đó, km vẫn hiện là không, xe chưa hề lăn bánh nha quý vị. Đồng hồ xa chia rất là đẹp. Bản xa chia này tụi em có tích hợp cái chìa khóa chống trộm của Suzuki. Đây là chìa khóa chính hãng của Suzuki nha quý vị. Chìa khóa này được nhập khẩu từ Indo về nên chất lượng rất là tốt thưa quý vị. Quý vị có đầy đủ những chức năng như là chống trộm, cảnh báo. Đó, như xe này em gắn sẵn đây nè, em thử đụng vô quý vị xem nè. Đó, thì nó sẽ hú lên do cái hệ thống chống trộm này em tắt rồi. Đó, bên em có Sonic tụi em gắn sẵn ba ga Titan rồi luôn. Đó, MT15 giá hiện tại là 79 triệu á anh. Dạ anh chị cứ comment nhiều lên giúp giùm em nha. Để em thấy được cái nhu cầu của quý vị có những cái nhu cầu về xe gì để tụi em có thể tiện tư vấn cho quý vị. Đây Sonic. Sonic bên em có đầy đủ tất cả các màu. Mỗi màu ở đây tụi em chỉ trưng bày có một xe thôi. Chứ không phải là tụi em còn một xe đâu nha quý vị. Quý vị khi tới chi nhánh 824A Trường Chinh, điều đảm bảo cho quý vị là một điều là tại chi nhánh 824A Trường Chinh tụi em có sức chứa kho lên tới 300 xe, gần 300 xe thưa quý vị. Nên những xe tụi em trưng bày thì tụi em chỉ trưng bày từ 1 tới 2 xe thôi. Những xe còn lại tụi em sẽ bảo quản thật kỹ cho quý vị. Bảo quản thật kỹ cho quý vị để tránh dắt xe ra, dắt xe vào trầy xước. Những xe này tụi em cũng thường để cố định. Tụi em để cố định để trưng bày để cho tiện cho quý vị, phục vụ cho quý vị xem xe. Còn khi quý vị mua xe tụi em sẽ lấy xe từ trên kho xuống. Với kho sức chứa 300 xe tụi em bảo quản xe rất là kỹ. Mỗi chiếc xe dắt xuống thì được nhân viên dắt rất là cẩn thận nha quý vị. Nên khi mua xe tại chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về xe. Mua xe xuống, lấy xe xuống nếu mà xe có vết chày nhỏ hay là xước thì bên em sẽ đổi lại cho quý vị xe mới, đổi lại cho quý vị chiếc xe khác. Và nếu quý vị không ưng ý, tại vì bên em xe chứa rất là nhiều và tụi em là một trong những chi nhánh có chứa, là một trong những chi nhánh có đầy đủ xe nhất. Và đầy đủ xe nhất vì sức chứa bên em xe rất là nhiều. Tụi em từ những dòng GBX rồi xe nhập khẩu tụi em đều có đầy đủ và có đầy đủ tất cả các màu. Và quý vị nào mới vào livestream có thể chia sẻ livestream này giúp giùm em được không ạ? Chỉ cần mỗi quý vị một chia sẻ thôi em cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị để lại comment bên phía bên dưới giúp giùm em sẽ tư vấn cho quý vị. Và RXR150 góp 20 triệu được không? Dạ được anh. Dạ được nhanh. Giá Sonic và giá Sonic thì tùy theo màu nhanh. Hiện tại giá Sonic bên em dao động từ 56 triệu cho tới 59 triệu nhanh. Giá em báo cho các anh chị là chưa bao gồm phí ra biển số à. Rồi tiếp theo em xin quay nhích lên hàng trên một chút xíu là dòng xe Vario. Và khi mua xe ở chi nhánh quận 9 thì anh nhận ở xe tại chi nhánh quận 9 luôn nhanh. Future Thái và bên em là quay Thái đó anh. Góp R15V3 thế nào anh ơi? Dạ R15V3 thì quý vị chỉ cần đưa trước từ 25 tới 30 triệu là quý vị có thể mang xe về nha. Đây em đang quay cho quý vị xem một con Vario 150 màu trắng được tụi em gắn thêm phụ kiện trang trí là ốp carbon rất là đẹp nha quý vị. Đây 150 màu trắng đây. Đó, kế bên 150 màu trắng là chiếc Vario 125 màu vàng cát hay còn gọi là màu nâu. Thì Vario 125 màu nâu này là bản Vario mới năm 2019 vừa mới được Honda Indo cho ra mắt. Nó chỉ khác với Vario 150 là nó sử dụng chìa khóa thường, không trang bị Smart Key nha. Với những anh chị nào thích đơn giản, không thích sự bất tiện hay cầu kỳ, các anh chị có thể chọn Vario 125. Một mẫu xe có màu sắc rất đẹp. Tuy không có trang bị Smart Key nhưng một Vario 125 vẫn đáp ứng cho vị đầy đủ nhu cầu. Dòng Vario này em chia sẻ một chút rất là sang nha quý vị. Dòng Vario 125 này ngày xưa nó chỉ có màu bóng. Đây màu 28 là màu bóng đây. Quay lại cho vị xem để vị dễ hình dung. Thì ngày xưa Vario 125 có màu bóng.
Thì ngày xưa sự khác biệt giữa VO 150 125 là VO 125 có màu bóng và VO 150 là màu nhám. Nhưng để biết được cái nhu cầu của khách hàng và nhu cầu của thị trường thì vào năm 2019 Honda Ando đã cho ra mắt mẫu VO 125 màu xám, màu nhám. Thì mẫu VO 125 màu nhám này là mẫu VO được sản xuất vào năm 2019. Thì nếu quý vị nhìn bên ngoài, quý vị sẽ không thể nào phân biệt được mẫu nào là mẫu VO 125 và mẫu nào là mẫu 150 nha quý vị. Anh Phan Văn Cần, anh hỏi cửa hàng hay tuyển thêm cameraman đi anh, ra đứng nói chỉ chở đồ. Dạ thì sắp tới, em cảm ơn anh đã góp ý. Dạ thì sắp tới em sẽ cố gắng làm những video ngắn cho quý vị để chi tiết những dòng xe. Dạ em thì không giỏi review nhưng em có thể quay chi tiết quý vị xe, những dòng xe quý vị thích, và em sẽ bóp lên trang fanpage chính thức của Minh Long Mô Tô. Quý vị nào yêu thích những xe dòng xe nhập khẩu hay là yêu thích những dòng xe mô tô, quý vị có thể like trang fanpage của Minh Long Mô Tô để có thể theo dõi những tin tức về xe cũng như là cập nhật những thông tin về xe. Dạ Sachia màu xanh GB đang có giá là 51 triệu anh, giá chưa bao gồm phí ra biển số. Dạ chút xíu nữa em sẽ quay qua dòng mô tô cho quý vị xem nha. Bây giờ em sẽ chia sẻ tiếp về dòng Vario 150. Và em sẽ chia sẻ tiếp tục qua những dòng xe màu khác. Quý vị nào mới vào livestream, quý vị đừng nán lại, đừng ra khỏi livestream. Và biết đâu nữa, chút nữa em sẽ quay ngay những dòng xe mà quý vị yêu thích ạ. Và quý vị nào mới vào livestream cho em xin một chia sẻ được không ạ? Em chào anh Hà Đình Trọng, anh Trần Nhật Hào, anh Trọng Mát Up 3, anh Úc Lót, anh Trường Phát Đỗ, anh Winner. À, anh Trường Phát Đỗ có hỏi em là R15 V3 đen nhám còn không ép. Và hiện tại R15 V3 tại chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15 quận Tân Bình có đầy đủ tất cả các màu luôn nha quý vị. Và R15 hiện tại bên em có đầy đủ tất cả các màu luôn. Mặc dù hôm nay tụi em bán rất là nhiều rồi nhưng do sức chứa kho tụi em rất là lớn nên xe tụi em bán dù bán nhiều nhưng mà vẫn còn. Quý vị nào đang quan tâm với những dòng R15 V3 bản 2019, quý vị có thể ghé chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15 quận Tân Bình để tham khảo xe ạ. Dạ quý vị nào mới vào livestream cho em xin một like được không ạ? Cho em xin một chia sẻ được không ạ? Dạ chỉ cần mỗi quý vị một chia sẻ thôi. Cho em xin một chia sẻ thôi. Dạ quý vị để lại comment bên phía bên dưới giúp giùm em sẽ tư vấn cho quý vị hết mình. Dạ đêm nay em sẽ tư vấn cho quý vị hết mình nè. Đây dòng GBX của tụi em nè. Đó tụi em chưng mỗi chiếc, tụi em chỉ chưng một màu thôi. À, em chia sẻ thêm về một chút về dòng Vario nha quý vị. Đây dòng Vario thì hiện tại dòng Vario bên em vừa mới về thêm hai phiên bản màu mới, đó là phiên bản màu nâu và phiên bản màu xanh. Đây quý vị thấy không, phiên bản màu nâu và phiên bản màu xanh là hai phiên bản màu mới vừa bên em mới nhập về, và là những phiên bản màu của 2019. Thì những ở năm 2019 thì Honda Indo nó không còn phân biệt màu sắc giữa hai dòng 125 và 150 nữa thưa quý vị. Đó, hai màu nó đều, hai dòng xe 125 và 150 đều cho ra những màu sắc giống nhau. Chỉ khác nhau về chìa khóa Smart Key và chỉ khác nhau về những chức năng đó thôi. Còn ngoài ra thì màu sắc khi bị chạy xe 125 hay 150 đều giống nhau và nếu mà nhìn bình thường thì rất khó phân biệt. Dạ thì đối với Vario 150 á, thì nó sẽ phù hợp cho những anh chị nào thích sự hiện đại, yêu thích sự mạnh mẽ thì quý vị có thể chọn Vario 150. Còn riêng với dòng Vario 125 với giá hơn 40 triệu đồng, quý vị có một mẫu xe cực kỳ sang và điều khiển bằng chìa khóa tiện lợi. Và một điều quý vị cần lưu ý, và Vario 125 tuy là dòng xe không có trang bị Smart Key nhưng mà Vario 125 có trang bị một chiều, có trên chìa khóa của Vario 125 có trang bị thêm một remote giúp quý vị tìm xe và cảnh báo xe. Và nó giống như hao hao như chống trộm vậy quý vị. Rồi tiếp theo sau dòng xe Vario thì em sẽ tiếp tục chuyển qua dòng xe Sachia cho quý vị. Đây em quay cho quý vị xem những dòng xe Sachia mà hiện tại bên em đang có nha. Những mẫu xe Sachia mới nhất hiện giờ là những màu gì. Đây dòng xe Sachia bên em hiện tại còn màu đây đem sẵn em nói chia sẻ một chút quý vị luôn. Hiện tại bên em còn dòng Raider đen nhám nè, còn Raider đỏ nè. Thì Raider với Sachia thì tùy theo những sở thích của quý vị. Quý vị nào thích dòng xe nhập khẩu thì quý vị chọn Sachia, còn những quý vị nào thích dòng xe được bảo hành trong nước, được hưởng chế độ bảo hành 3 năm 30.000 cây, quý vị có thể chọn Raider. Dạ
Giá Raider thì hiện tại rẻ hơn Sachia nha quý vị. Raider hiện tại giá chỉ có 49 triệu chưa bao gồm phí ra biển số thôi. Còn với dòng Sachia là 51 triệu, chênh lệch nhau 2 triệu nha quý vị. Rồi, sau dòng ra sau dòng Sachia và Raider này em sẽ quay cho quý vị những dòng xe mô tô bên em. Quý vị hãy nán lại video và đừng skip, đừng rời khỏi video nha quý vị. Và quý vị bây giờ quý vị có thể chuẩn bị cho mình một ít bắp nước ngọt và tựa lưng vào ghế sofa để xem cái live stream này à. Em sẽ tư vấn hết lòng cho quý vị. Quý vị nào cần những thông tin gì quý vị cứ để lại comment bên phía bên dưới, em sẽ tư vấn cho quý vị. CBR 150 bên em có luôn nha anh. Dạ, thích R15 V3 anh Văn Thuấn. Dạ, em sẽ từ từ em sẽ quay hết tất cả những dòng xe nha. Các anh chị đừng rời khỏi video nha. Mỗi anh chị cho em xin một chia sẻ thôi à. Chỉ cần một chia sẻ thôi, em cảm ơn quý anh chị rất là nhiều luôn à. Màu vàng đẹp. Dạ đúng rồi anh. Đây, màu vàng của dòng Sachia đây. À, sẵn em quay lại cái dòng Sachia, em xin lỗi em mới tua cái đoạn Sachia nó hơi nhanh. Thì bây giờ em sẽ quay lại cho quý vị xem. Đây, đây là dòng Sachia 150 phiên bản màu 2019. Thì ở 2019 Suzuki Indo cho ra mắt 4 phiên bản màu. Đó là phiên bản màu đỏ, hai phiên bản màu đỏ, một phiên bản màu đen và một phiên bản màu xanh, xanh dạ quang nha quý vị, rất là đẹp. Anh chị ơi, anh chị mới vào, anh chị cho em xin một chia sẻ thôi anh chị. Và em cảm ơn hơn 1.000 anh chị đã vào xem livestream của em. Và thì hiện tại em đang livestream cho quý vị xem tại chi nhánh 824A, phường 15, quận 824A, Trường Chinh, đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. Đó. Rồi, quay lại câu chuyện Sachia thì vào năm 2019, Honda Suzuki Indo đã cho ra mắt dòng Sachia với 4 phối màu mới, đó là hai phối màu màu đỏ và một phối màu và phối màu đen. Tiếp theo đó là phối màu vàng. Đây là 4 phiên bản màu của 2019 đây quý vị. Đây có một chiếc màu đỏ bên em đã gắn sẵn cho quý vị xem, một cái bảng tên Sachia phía trước, một cái ba ga titan. Khi mua xe tại siêu thị xe máy Vinh Long, có nhiều người người ta hay nghĩ rằng khi quý vị mua xe tại hãng thì cái phụ kiện đi kèm của xe sẽ rất mắc. Nhưng quý vị yên tâm, tại siêu thị xe máy Vinh Long giá phụ kiện bên em bán rất là phải chăng. Và nếu như quý vị có mua xe tại siêu thị xe máy Vinh Long, quý vị có thể vui lòng ủng hộ cho tụi em một ít được không ạ? Dạ, em cảm ơn quý vị đã vào xem livestream của em. GXXR ra biển huyện bao nhiêu? Dạ tùy theo huyện nhanh. Dạ bây giờ em sau khi quay Sachia em sẽ quay qua những dòng MT15, R15, CBR. Đặc biệt bên em mới về một phiên bản CBR 150, một phiên bản rất là đặc biệt và đã lâu lắm rồi mới được mới được xuất hiện à. Dạ và giá VO 150 tùy theo màu nhanh, nhưng mà nếu vị nào mua VO 150 ở thời điểm này thì sẽ có hai phiên bản màu cực kỳ hot, đó là màu xanh và màu nâu. Giá chỉ hơn 50 triệu đồng thôi quý vị à. Vero đỏ nhám 150 đi anh. Dạ. Có Yamaha R1. Dạ bên đây không có Yamaha R1 nha anh. Rồi tiếp theo quý vị ơi, quý vị chia sẻ livestream giúp giùm em quý vị. Em sẽ chia sẻ tiếp cho quý vị xem về những dòng xe mô tô ngay sau đây à. Quý vị có nào có muốn xem tiếp những dòng xe Sachia và Sonic nữa không à? Dạ quý vị muốn xem dòng xe gì quý vị để lại bình luận bên phía bên dưới giúp giùm em nha. Quý vị chỉ cần vào đây xem xe thôi là em vui rồi. Mỗi quý vị cho em xin một chia sẻ thôi nha quý vị. Mỗi quý vị cho em xin một chia sẻ thôi. Chỉ cần một chia sẻ thôi nha quý vị. CBR 150. Dạ CBR 150 bên em có hai phiên bản màu nha. Đối phiên bản màu không có ABS là 76 triệu. Còn đối phiên bản màu có ABS là 84 triệu nha. Dạ nếu quý vị chưa biết về siêu thị xe máy Minh Long thì em xin nhắc lại một chút. Dạ thì hiện tại siêu thị xe máy Minh Long là một trong những đơn vị nhập khẩu lớn nhất tại thành phố và tụi em mới triển khai hệ thống bán lẻ trong những năm gần đây thôi. Thì hệ thống siêu thị xe máy Minh Long trong những năm gần đây đã phát triển ra được 9 chi nhánh. Dạ tiền thân của siêu thị xe máy Minh Long là một doanh nghiệp xuất khẩu như quý vị, xuất nhập khẩu như quý vị, nên khi quý vị mua xe tại siêu thị xe máy Minh Long, quý vị có thể yên tâm về vấn đề như là xe quý vị được nhập khẩu với có nguồn gốc rõ ràng và giá nhập khẩu phải chăng. Và để mang lại, ví dụ như em ngày xưa nè, mấy dòng Sachia nè, quý vị mua dòng Sachia này hơn 70 triệu, 70 mấy triệu luôn. Nhưng mà giờ sau này khi mà siêu thị xe máy Minh Long nhập một số lượng lớn về thì giá Sachia hiện tại quý vị mua chỉ có 51 triệu thôi. Một cái giá cực kỳ tốt. Và em công nhận là thời điểm bây giờ giá Sachia cực kỳ tốt. Một dòng xe nhập khẩu Windows, máy 150, bền, đẹp mà chỉ có 51 triệu thôi quý vị. Rồi tiếp theo em sẽ quay tiếp cho quý vị xem những dòng xe mô tô. Dạ R15, CBR và
CBR250 và một chút xíu nữa em sẽ cho quý vị xem những dòng xe của GBX nữa, rất nhiều dòng xe. Quý vị đừng rời khỏi video, hãy nán lại một chút xíu để xem cùng em nha. Quý vị nào mới vào livestream xin cho em một chia sẻ được không ạ? Rồi, tiếp theo em sẽ quay chi tiết cho quý vị. Quý vị thích dòng xe nào thì có thể để lại comment bên phía bên dưới giúp giùm em sẽ quay chi tiết cho quý vị xem những dòng xe. Và quay lại câu chuyện hồi nãy em có kể cho quý vị nghe là có một chiếc xe có một phiên bản màu rất đặc biệt mới vừa cập bến tại siêu thị xe máy Minh Long chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. Đây, và em sẽ quay cho quý vị xem cái phiên bản màu đặc biệt này nha. Quý vị hãy chia sẻ livestream này giúp giùm em, mỗi quý vị một chia sẻ thôi. Một phiên bản màu rất đẹp nha quý vị. Đừng rời khỏi video, hãy chuẩn bị một ít bắp và nước, ngã lưng vào sofa và cùng thư giãn cái livestream này với em. Đây, đây một phiên bản màu đặc biệt, rất đặc biệt. Quý vị đừng rời khỏi, đây em quay cho quý vị xem. Đây là phiên bản CBR150. À, và đặc biệt ở phiên bản CBR150 này là bản phiên bản CBR150 màu Repsol nha quý vị. Bản này có trang bị ABS luôn. Nếu như quý vị nào có biết thì cái phiên bản CBR màu Repsol này từng là một trong những phiên bản có giá đắt nhất thị trường. Một cái giá mà không thể nào ngờ tới. Nó chênh lệch với những phiên bản thường lên tới hàng chục triệu. Nhưng giờ đây phiên bản CBR150, phiên bản Repsol có trang bị ABS tại siêu thị xe máy Minh Long chỉ có giá là hơn 80 triệu đồng thôi quý vị. Một phiên bản cực kỳ đặc biệt. Số lượng xe của phiên bản CBR150 màu Repsol này không còn nhiều nha quý vị. Nên quý vị nào yêu thích Repsol, quý vị nào yêu thích Honda, quý vị có thể ghé ngay tại chi nhánh của siêu thị xe máy Minh Long. Và chiếc xe này đang được nằm tại chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. Có quý vị nào còn thắc mắc về phiên bản CBR màu Repsol này không ? Quý vị để lại bình luận bên phía bên dưới giúp giùm em sẽ chia sẻ thêm cho quý vị về phiên bản CBR150 màu Repsol. Tại sao nó đặc biệt? Tại sao nó đặc biệt? Dạ, một câu hỏi rất là em ít kinh anh ơi. Dạ, rất là đẹp. Phiên bản này đẹp lắm anh ơi. Bên em còn duy nhất một xe luôn. Tụi em tồn kho hơn 300 xe, nhưng mà đối với phiên bản Repsol này tụi em chỉ còn một xe cho anh chị nào nhanh chân thôi. Với 3 ngày cuối tuần thứ 6, thứ 7 và chủ nhật thì tại chi nhánh Minh Long Trường Chinh, địa chỉ là 824A Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. Dạ, tụi em chỉ còn duy nhất một xe dành cho anh chị nào nhanh chân. Dạ, anh chị nào sở hữu nhanh chân sẽ sở hữu được phiên bản CBR150 màu Repsol. Đặc biệt, trên phiên bản này có trang bị thêm ABS luôn nha anh chị. Rồi, tiếp theo em sẽ quay cho anh chị xem lại dòng R15. À, hồi nãy em có dắt cái dòng R15 này, 28 này có tới 3 phiên bản màu luôn nha anh chị. Phiên bản màu trắng, phiên bản màu vàng, phiên bản màu đen và còn một phiên bản đó là phiên bản màu xanh. Dạ, nhưng mà hồi nãy em dắt xuống 2 xe. Nhưng mà vừa dắt xuống 2 xe em đang chuẩn bị công tác mà xếp xe livestream cho các anh chị thì khách vô người ta bán, người ta đẩy hết 2 xe đi ra ngoài luôn. Dạ, người ta đã mua hết 2 xe phiên bản màu xanh. Nhưng không sao, hiện tại trên kho em vẫn còn rất là nhiều phiên bản R15 đủ 3 màu nha anh chị. Màu vàng, màu xám vàng, màu đen bóng và màu xanh. Nên các anh chị nào yêu thích R15 hãy ghé chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. Em có đầy đủ tất cả những phiên bản màu. Dạ, để phục vụ các anh chị tốt nhất thì em xin chia sẻ lại với quý vị nào mới vào ạ. Dạ, quý vị nào mới vào chia sẻ livestream giúp giùm em nữa quý vị. Dạ, em xin chia sẻ với quý vị nào mới vào thì em đang livestream tại chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. Thì cái điểm thiệt thòi của tụi em là ở chi nhánh tụi em trưng bày, cái diện tích trưng bày tụi em không có nhiều. Dạ, nhưng mà khi quý vị ghé chi nhánh của tụi em thì tụi em đảm bảo cho quý vị tất cả các dòng xe tụi em đều có đủ màu và tụi em là một trong những chi nhánh có sức chứa xe lớn, có đầy đủ màu, đầy đủ dòng xe để phục vụ quý vị. Vì sức chứa kho của tụi em lên tới 300 xe. Dạ, hơn 300 xe nha quý vị. Đây, em để em quay tiếp cho quý vị xem. Quý vị nào mới hỏi em về dòng MX King, đây có một phiên bản CBR màu đỏ nè quý vị. Phiên bản CBR màu đỏ này là phiên bản thường, không có trang bị ABS. Màu đỏ trên CBR150 này nhìn cũng rất là đẹp nha quý vị. Quý vị thích dòng xe nào thì để lại bình luận bên phía bên dưới giúp giùm em nha. Sau khi em quay xong những dòng xe phía bên trong này MX King, để cho những anh chị nào yêu thích dòng Yamaha, yêu thích dòng MX King có thể xem, thì em sẽ tiếp tục quay ra giới thiệu cho quý vị những dòng xe sport bike đến từ những thương hiệu Thái Lan
hay là những dòng xe Nexbike đến từ những thương hiệu Nhật Bản như Yamaha, Suzuki. Đây. Rồi, em chia sẻ chút cho quý vị về dòng MX King này luôn nha. MX King này hiện tại em đang quay cho quý vị xem là hai phiên bản màu của hai năm 2018 và 2019. Thì bên tay trái quý vị là phiên bản đỏ 2018 và bên tay phải quý vị là phiên bản màu cam 2019. Bây giờ em sẽ chia sẻ về xe nhiều hơn. Nãy giờ em hơi chia sẻ nhiều về Minh Long. Dạ. R15 bây giờ giá hiện tại là 72-74 chị. Xe nữ có, lát em quay cho chị chiếc Scoopy cực kỳ đẹp luôn. Đi chợ, đi làm, đi gì cũng ok hết. R15 trước khi mua cần gọi trước để có giấy không? Dạ, xe nhập khẩu thì khi anh mua xe thì phải có một khoảng thời gian đợi hải quan nha anh. Đây em tiếp tục chia sẻ về dòng MX King. Bên tay trái quý vị là dòng MX King 2018, còn bên tay phải quý vị là dòng MX King 2019. Thì đối với phiên bản MX King 2018, hôm nay em mới có dịp để cận kế hai em này. Thì 2017 thì nó với 2018 với 2019 thì nó khác nhau về phần đèn pha cũng như là cụm đồng hồ thôi nha quý vị. Cũng không có nhiều điểm khác biệt gì mấy. Và hiện tại bên em ở phiên bản 2017 tụi em có, 2018 tụi em có đầy đủ màu, và phiên bản mới 2019 tụi em cũng có đầy đủ màu. Nên những quý vị nào yêu thích dòng MX King, quý vị thấy ghé chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. Đối với dòng MX King phiên bản mới nhất thì nó chỉ giá chỉ hơn 40 triệu thôi. Hai dòng này chỉ giá chỉ hơn 40 triệu thôi. Quý vị chỉ cần đưa trước từ 15 cho tới 20 triệu là quý vị có thể mang về xe về. Và chi phí mỗi tháng vì góp chỉ dao động từ khoảng 1 triệu mấy cho tới 2 triệu thôi. Một khoản phí rất là thấp mà mọi công việc đều có thể đáp ứng được cho cái khoản trả góp hàng tháng này. Rất 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 là tiện đúng không quý vị? Mua một chiếc xe không chưa bao giờ mà dễ dàng đến như vậy. Ngày xưa khi quý vị mua góp tại các ngân hàng thì do khi ngân hàng còn ít thì những chi phí lãi suất của ngân hàng rất là cao. Nhưng mà giờ đây những lãi suất của ngân hàng đã rất là cạnh tranh. Một chi nhánh của em tới 5 ngân hàng khác nhau, và sức cạnh tranh của các ngân hàng rất là nhiều, rất là lớn. Nên chi phí những ngân hàng cạnh tranh từ quý vị, cạnh tranh từ những phần trăm rất là nhỏ luôn thưa quý vị. Từ 0,1% mà cũng cạnh tranh nhau được. Anh này cho góp 1.5 thì anh kia cho góp lãi suất 1.4 thôi. Nên khi quý vị mua xe tại chi nhánh Minh Long Trường Chinh, quý vị có thể hưởng rất là nhiều ưu đãi. Hơn 40 triệu dạ hơn 40 triệu thì nó tầm 46 47 triệu anh. MX King này rẻ lắm. Dạ, giá bên em có nhiều quý vị thắc mắc tại sao khi mua xe tại chi nhánh Minh Long giá xe thường rẻ. Dạ xin thưa quý vị, tại chi nhánh Minh Long thì tụi em xe là do chính tụi em nhập khẩu về. Thì tụi em nhập khẩu một những lô xe, những lượng hàng xe rất là lớn. Vì vậy tụi em tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Và những chi phí tụi em tiết kiệm được thì đều dành cho quý khách hàng. Nên khi mua xe tại chi nhánh Minh Long, quý vị có thể yên tâm là giá xe tại siêu thị xe máy Minh Long rất là rẻ là do như vậy nha quý vị. Raider giá hiện tại là 49 triệu anh. Yamaha R6 bên em không có nha anh. Dạ. Rồi em tiếp tục quay cho quý vị xem về những dòng xe, em quay lại những dòng xe sport bike, rồi sau đó em sẽ quay qua những dòng xe naked bike cho quý vị xem. Đây những dòng xe sport bike trước mặt quý vị thì bên em xin nhắc lại để quý vị tránh hiểu lầm, thì do cái diện tích trưng bày tại chi nhánh 824A Trường Trinh, phường 15, quận Tân Bình còn hơi nhỏ nên tụi em trưng mỗi xe tụi em chỉ trưng được một mẫu xe tụi em chỉ trưng được từ 1 tới 2 màu thôi nha, chứ không phải là tụi em hết xe đâu nha quý vị. Tại vì sức chứa xe tụi em lên tới gần 300 xe lận, nên kho của tụi em rất là đầy đủ màu và đầy đủ xe. Nên quý vị, nếu quý vị thích tham khảo về màu sắc xe, thích tham khảo về dòng xe, dạ quý vị có thể đến chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình nè. Ngoài Bắc có mua xe được không? Dạ ngoài Bắc mua xe được nhanh. Nếu anh mua xe ngoài Bắc thì anh có thể liên hệ tới tất cả chi nhánh để các bạn hỗ trợ anh ship xe toàn quốc nhanh. Vario, dạ Vario em có chia sẻ ở đầu livestream rồi quý vị. Anh chị có thể chia sẻ cái livestream này lên trang cá nhân của mình và có thể theo dõi lại livestream nha quý vị. Vario đưa trước 10 triệu tháng góp bao nhiêu? Vario anh đưa trước 10 triệu một tháng anh chỉ góp khoảng tầm 2 triệu rưỡi 3 triệu gì thôi nhanh. Đó tùy, nó còn tùy theo cái khoảng thời gian anh góp càng dài thì nó cái khoản góp hàng tháng nó sẽ càng thấp nhanh. Quay chiếc Winner. Dạ, đây chiếc Winner bên đó là chiếc RTR nha quý vị, là xe Winner nhập khẩu. Thì giá Winner, giá RTR nhập khẩu Window hiện tại bên em so với dòng MX King quý vị thì giá
không còn chênh lệch nhiều nữa. Hai dòng xe này hay là hai dòng xe rất là được chuộng, thì thằng RTR nó thường mắc hơn dòng MX King từ 1 tới 2 triệu, thường dành cho vị nào yêu thích dòng xe Honda. Em chào những anh chị nào mới vào ạ. Anh chị nào mới vào có thể chia sẻ cho em cái livestream này được không ạ? Chỉ cần anh chị, mỗi anh chị một chia sẻ thôi. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị chia sẻ cho em giùm em một cái livestream này thôi. Rồi em sẽ quay cho anh chị xem. Dạ các anh chị nào mới vào livestream của em, các anh chị đừng có vội bỏ qua hay vội rời qua những video khác nha. Dạ em sẽ quay cho anh chị, cứ comment vào livestream của em, anh chị chia sẻ cho em biết là anh chị thích xem xe gì, anh chị có nhu cầu gì. Đó, đem thấy được nhu cầu của anh chị, em có thể tư vấn cho anh chị một cách nhiệt tình hơn à. Đây em đang quay cho anh chị xem dòng MT15, một dòng xe mà tụi em phải về cái tới lô thứ tư, thứ năm thì tụi em mới có xe bán lẻ tại cửa hàng. Dạ, MT15 này em bán rất là chạy nha quý vị. Đây là dòng MT15 của Yamaha. Thì đối với dòng MT15 giá bây giờ rất là tốt, chỉ hơn 70 triệu đồng. Và quý vị trả trước từ 25 tới 30 triệu đồng, quý vị có thể trả góp hàng tháng cho chiếc MT15 thì chi khoảng từ 2 tới 3 triệu một tháng. Thì quý vị có thể sở hữu MT15, mình bớt một ít. Mình bớt một ít điếu thuốc hàng ngày, mình bớt một ít chai bia hàng ngày thì mình có thể tiết kiệm khoảng, chỉ cần tiết kiệm khoảng từ hơn 2 triệu một tháng. Quý vị có thể sở hữu một dòng xe Nexby đến từ Indo. Đây là dòng xe được nhập 100% từ Indo của Yamaha. Đây, em quay dòng một dòng cho quý vị xem quý vị dễ hình dung nha. Đó, dòng MT15. Cái dáng xe rất là đẹp luôn quý vị. Dòng MT15 tụi em bán rất là chạy. 4 lô đầu khi về tụi em đều là trả xe cho khách cọc. Tới tận lô thứ 5 thì tụi em bắt đầu mới có xe để trưng bày. Đó. R15 V3 nhập khẩu hiện tại bên em giá là 72 triệu với phiên bản cũ và 74 triệu cho phiên bản mới nha anh. Hiện tại chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15 quận Tân Bình có đầy đủ tất cả các màu của R15 V3. Đây, tiếp theo cái dòng MT15, em sẽ giới thiệu cho cái quý vị một dòng sport bike có phân khối lớn nhất tại chuỗi siêu thị xe máy Minh Long. Nó là một trong những sản phẩm có phân khối lớn nhất, có độ hầm hố nhất và đến từ một thương hiệu nổi tiếng nhất mà ai cũng biết. Đó, chắc quý vị đang tò mò về dòng xe này à. Quý vị chia sẻ livestream này giúp giùm em quý vị. Mỗi quý vị một chia sẻ thôi, chỉ cần mỗi quý vị một chia sẻ thôi là em cảm thấy rất là vui rồi. Dạ. R15 V3 sao anh? Dạ anh hỏi gì anh Phước Tài? Em chào anh Phan Thanh An, em chào anh Tài hơn anh Võ Nguyên Hoàng Anh, anh Đỗ Văn Hùng, anh Dân Mát, anh Trung Bò. Anh chị nào mới vào livestream cho em xin một chia sẻ đi các anh chị, chỉ cần một chia sẻ thôi. Dạ. Hiện tại em đang livestream cho quý vị tại chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15 quận Tân Bình. MT15 góp tầm 2 tới 3 triệu một tháng là đã góp được rồi nhanh. Cái bảng đúng rành, cái bảng CBR 150 CBR 150 của em là rất là độc, cái bản này kịch độc luôn. Trời ơi, em nói quý vị nhiều quá, em rất là háo hức, em muốn gặp quý vị hàng tuần luôn. Cứ mỗi lần mà mỗi tuần tụi em, rất là mong được lên gặp quý vị, được chia sẻ cho quý vị về những dòng xe. Và dạ, quý vị nào mới vào livestream, mỗi vị cho em xin một chia sẻ đó không à. Rồi em sẽ quay lại tiếp tục với câu chuyện CBR 150 phần bản Repsol. Đây là phiên bản CBR 150 Repsol có ABS nha quý vị. Thì hiện tại với hơn 300 xe tại cửa hàng em thì em chỉ có duy nhất một chiếc Repsol này thôi. Đó, dành cho các anh chị nhanh tay, xe mới về, em mới rửa, em đẩy ra em chân luôn. Đón anh chị nào nhanh tay sở hữu CBR phiên bản 150 phiên bản Repsol. Em dòng xe này em nói thiệt chứ nhiều khi quý vị mua về đầu tư, nhiều khi quý vị có lời luôn á, chứ không đơn giản đâu nha. Đó, nên quý vị có thể biết là cái độ hiếm của em nó tới chừng nào rồi. Sachi với Sonic em có quay lúc đầu rồi á anh. Anh chia sẻ video giúp em đi, sau đó anh có thể, sau khi kết thúc cái livestream này, anh có thể xem lại livestream, anh có thể nghe em tư vấn về những dòng xe Sonic Sachi mà em đã có chia sẻ tại đầu livestream rồi anh. Đó, các anh chị nên, bởi vì em mới nói chị chia sẻ livestream giúp giùm em đi, để có nhiều anh chị người ta vào, người ta có thể xem livestream nó, người ta có thể cùng chung cái niềm đam mê của mình, hay là anh chị có thể chia sẻ tới những người ta có nhu cầu, người ta gặp được tụi em. Dạ, bán xe rẻ quá. Dạ, những dòng xe mà đôi khi tụi em cũng đôi khi không cần nhiều lời nữa. Dạ, bán vốn thôi. Đó. Rồi, em sẽ quay lại cái câu chuyện một dòng xe có phân khối lớn nhất tại hệ thống siêu thị xe máy Minh Long. Đó, mà có thương hiệu rất là đỉnh. Rồi, em sẽ quay cho vị xem một bảng màu đặc biệt. Đó là phiên bản CBR 250 phiên bản màu đen nhám.
Đó. CB150 Visa bên em có nha anh. Vaio giờ là 150 là hơn 50 triệu, 125 là hơn 40 triệu. Đó, nói vậy cho quý vị dễ hình dung. Vô cầm 15 20 triệu, vô làm hồ sơ trả góp 15 20 phút. Mỗi tháng quý vị chỉ trả từ hơn 2 triệu là quý vị sở hữu một dòng tay ga phù hợp cho mọi nhu cầu. Đi học là đỉnh nhất trường, đi chơi là cực kỳ sang. Đó, quý vị, những dòng xe như vậy thì những dòng xe là những dòng mà em không cần nhiều lời nữa quý vị. Không cần nhiều lời nữa, nói ít thôi, bán vốn thôi, không cần nhiều lời đâu. Đó. MT03 không có anh. Dạ, em cảm ơn anh Hùng Hào chia sẻ rồi nha Lâm Huy. Dạ, em cảm ơn Lâm Huy rất là nhiều. Anh Lâm Huy có thích xe nào mà để em quay cho anh Lâm Huy coi nha. Dạ, bên em không có Winner anh, bên em có RTR. Anh ơi, xe quay 2018 em mới mua được, chạy được 10 ngày sao nó kêu dữ vậy? Xe quay gì anh? Xe qua đó xe quay gì anh? Bên em chỉ bán quay Thái thôi nha, bên em không có bán máy quay thường đâu. Đó. Anh ơi, Winner bao nhiêu tiền? Dạ, RTR hiện tại bên em giá hơn 40 triệu, 49 triệu anh. Dạ, em báo cho anh chị là chưa bao gồm phí ra biển số nha. Anh chị nào mới vào livestream có thể chia sẻ cho em một chia sẻ ở livestream này được không ạ? À? Chỉ cần một chia sẻ thôi. Đó, hôm nay em quen quay cho vị xem tại chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, là một trong những chi nhánh có số lượng xe nhiều nên có thể đáp ứng cho vị đầy đủ những màu, những dòng xe quý vị yêu thích, đầy đủ những màu sắc xe quý vị yêu thích luôn. Quý vị những ngày cuối tuần sắp tới quý vị có nhu cầu mua xe hay tham khảo xe, quý vị thì có thể ghé bên em chỉ cần một ly cà phê ngồi em sẽ chia sẻ cho quý vị tất tần tật về tất cả quý vị yêu thích tất cả các dòng xe luôn. Thì khi mua xe bên em được cái là khi quý vị mua xe nha, xe thì có đủ chủng loại nè, đủ màu nè. Đó, nhân viên thì nhiệt tình, xe vô đã xe khi mà nhập xe đem xuống là lắp ráp kiểm tra xe cẩn thận cho quý vị, sau đó là đem xe ra rửa cho thật thật sạch, chỉ cho quý vị xem từng chi tiết sạch sẽ đó, sau đó thì tụi em mới giao xe quý vị kèm theo lời cảm ơn rất là chân tình dành đến quý vị. Nên khi quý vị mua xe tại siêu thị xe máy Minh Long, quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như thái độ hoặc phục vụ của nhân viên. Anh chị ơi, anh chị nào mới vào, anh chị cho em xin một chia sẻ thôi. Mỗi anh chị một chia sẻ thôi là em vui rất nhiều, vui lắm rồi. Đó, không cần chia sẻ nhiều đâu. Không cần phải 5 hội nhóm, 10 hội nhóm hay là 20 hội nhóm gì đâu anh chị. Mỗi anh chị chỉ cần cho em xin một chia sẻ thôi. Vô một hội nhóm cũng được, lên trang cá nhân cũng được. Em rất là vui rồi. Và anh chị cứ comment xe bên dưới giúp giùm em. Sau cái livestream này em sẽ ghim cái hệ thống siêu thị xe máy Minh Long lên cho quý vị. Và hiện tại em đang livestream cho quý vị xem từ chi nhánh Minh Long Trường Chinh tại 824A phường 15 quận Tân Bình. 824A Trường Chinh phường 15 quận Tân Bình. R15 25 triệu trả góp được nhanh. R15 CBR 250 em đang quay cho vị xem thì có giá là hơn 150 triệu, là khoảng 155 triệu quý vị, chưa bao gồm phí ra biển số nha. Có quý vị nào mà thích xem cái dòng R15 V3 mà phiên bản độ không ạ? Đó, kế bên con CBR này em đang có trưng một con R15 V3 phiên bản độ rất là đẹp. Có vị nào muốn em chia sẻ về con R15 V3 phiên bản độ này không ạ? À? CBR đẹp quá, cho em xin báo giá 155 triệu anh, 155 triệu đúng luôn, chưa bao gồm với ra biển số. Anh sở hữu một xe 250 phân khối. Xe này ra lên ngồi là cái độ đẹp trai, là auto đẹp trai luôn. Sau này anh đi ra đường, con gái mà có lại hỏi anh ơi anh đi xe này xe gì vậy, anh cứ tự tin trả lời xe này là xe Minh Long. Đó, là xe mua tại xe máy Minh Long anh. Đó, CBR 250. Dạ, tại vì có nhiều dạ em cảm ơn anh tất cả anh chị. Dạ, anh chị nào mới vào livestream cho em xin chia sẻ một chia sẻ đó không ạ? À? Đây CBR 250 hai bô đây quý vị. Đó, biết không? Bô đồ hai bô đây, rất là đẹp luôn, đẹp cực kỳ luôn. Đó. Quý vị mua xe tại hệ thống xe máy Minh Long, quý vị hoàn toàn yên tâm. Khi mà quý vị cầm mua một chiếc xe bên em á, mà quý vị đem ra quý vị chạy, người ta hỏi quý vị, anh ơi xe này là xe gì vậy? Quý vị chỉ cần nói xe này là xe Minh Long, đó là người ta biết. Đó, ở Minh Long chỉ có bán xe tốt, xe đẹp, xe chất lượng thôi. Dịch vụ thì rất là ok luôn. Mua xe bên em, ngày xưa quý vị mua xe nhập khẩu, quý vị sợ là sau này tôi mua xe tôi không có phụ tùng thay thế, không ai hỗ trợ, không ai bảo dưỡng. Nhưng giờ đây những điều đó là không còn nữa nha quý vị, không còn nữa. Hiện tại quý vị mua xe tại hệ thống siêu thị xe máy Minh Long thì tụi em đảm bảo cho quý vị
Tuy là xe nhập khẩu không có bảo hành, nhưng khi quý vị mua xe tại hệ thống siêu thị xe máy Minh Long, đúng tại hệ thống siêu thị xe máy Minh Long nha, thì quý vị sẽ được hưởng chế độ bảo dưỡng lên tới 2 năm. Xe quý vị mọi vấn đề về xe quý vị có thể mang ra hệ thống, tụi em đều có thể khắc phục và sửa chữa cho quý vị hoàn toàn miễn phí, quý vị không tốn phí gì hết. Đó, cái thứ hai, những sau này khi quý vị có nhu cầu thay thế về phụ tùng, phụ kiện, sửa chữa, thì hệ thống siêu thị xe máy Minh Long sở hữu rất nhiều những đại lý lớn của Suzuki, của Honda, của Yamaha, tụi em có đầy đủ. Thì về những phụ tùng tụi em đều có thể đặt trực tiếp từ nhà máy về cho quý vị, nên khi quý vị mua xe tại siêu hệ thống siêu thị xe máy Minh Long, quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về thái độ phục vụ của nhân viên, về những chế độ bảo dưỡng về sau, cũng như là về những linh kiện phụ tùng thay thế sau này cho quý vị. Dạ, quay lại với câu chuyện và quay lại với câu hỏi mới hỏi quý vị, có quý vị nào thích xe một phiên bản R15 V3 hoàn toàn khác không ạ? À? Cũng là R15 V3, nhưng mà phiên bản R15 V3 này đã được tụi em gọi là độ lên. Đó. Bản này đã được tụi em độ lên. Có quý vị nào thích xem R15 V3, quý vị nào thích xem R15 V3 phiên bản độ, quý vị cho em xin một dấu chấm thôi cũng được ạ. À? Một dấu chấm thôi. Quý vị nào thích xem R15 V3 phiên bản độ tại siêu thị xe máy Minh Long, quý vị cho em xin một dấu chấm đi ạ. À? Để em có thể quay cận cảnh cho quý vị xem những cái phiên bản R15 V3 phiên bản độ này ạ. À? Một dấu chấm thôi. Dạ, một phiên bản R15 V3 đã được siêu thị xe máy Minh Long độ lên. Dạ, hiện tại em đang quay cho quý vị livestream cho quý vị xem tại hệ thống tại cửa hàng siêu thị xe máy Minh Long chi nhánh 824A đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. Thì tại cửa hàng siêu thị tại chi nhánh 824A phường 15 Tân Bình, Trường Chinh, phường 15 Tân Bình này á, thì tụi em có một kho xe rất là lớn. Thì khi quý vị ghé tại chi nhánh 824A phường 15 Tân Bình, tụi em có thể đáp ứng cho quý vị đầy đủ tất cả các mẫu xe. Tuy là mặt bằng trưng bày bên dưới tụi em hơi nhỏ và tụi em trưng bày mỗi mẫu xe tụi em có thể chỉ trưng được 1-2 màu, nhưng mà kho xe tụi em lên tới gần 300 xe, nên đảm bảo cho quý vị là khi quý vị tới cửa hàng 824A phường 15 Tân Bình thì quý vị có thể có đầy đủ xe để phục vụ quý vị. Quý vị tham khảo cũng có đầy đủ màu, quý vị dễ coi dễ lựa. Quý vị mua xe quý vị có thể có nhiều xe đó, quý vị dễ lựa. Xe này hơi chạy một chút, xe này hơi cũ một chút, quý vị có thể đổi xe khác, quý vị không cần phải suy nghĩ, không phải lăn tăn. Đó. Đó là tại siêu thị xe máy Minh Long chi nhánh 824A phường 15 Tân Bình. Dạ, ở đây đội ngũ nhân viên của tụi em phục vụ rất là chu đáo, tận tình. Đó, quý vị cứ vào thì tụi em sẽ chia sẻ hết cho quý vị. Quý vị mua xe bên em, tụi em ráp xe, tụi em kiểm tra xe đầy đủ, tụi em rửa xe sạch sẽ lại cho quý vị, sau đó tụi em mới giao xe cho quý vị. Đó. Dạ, em cảm ơn các anh chị vào live xem live stream của em hôm nay, em rất là vui, một buổi tối rất là vui. Hôm nay tụi em bán xe 8 giờ là bên hệ thống em đóng cửa rồi, nhưng mà hôm nay tụi em ráp xe tới 8 giờ rưỡi luôn mà khách vẫn còn đông. Bởi vì thế là cái công tác live stream của em vào lúc 8 giờ nó bị chuyển lại lúc 8 giờ 30 phút là vậy quý vị. Dạ, em cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị nào mới vào live stream cho em xin một chia sẻ được không ạ? À? Mỗi quý vị cho em xin một chia sẻ thôi. Dạ, mỗi quý vị một chia sẻ thôi và tiếp tục cái câu chuyện của tối hôm nay. Có quý vị nào nãy giờ đã chuẩn bị bóp và nước chưa ạ? À, có quý vị nào nãy giờ chuẩn bị bóp và nước và cùng thư giãn với em trong cái livestream này không ạ? À? Tiếp theo em sẽ show cho quý vị xem một dòng R15 V3 phiên bản mới nhất luôn. Nó được trang bị tất đầy đủ những... được gọi là tụi em độ lại đi, mình dùng chữ độ đi cho nó dân dã nha quý vị. Đó, mình dùng chữ độ đi. Anh Huỳnh Phát, em đợi anh luôn, anh đi đi, em đợi anh luôn nha anh Huỳnh Phát. Đó, có nhiều anh chị rất là đang háo hức muốn xem. Dạ, anh chị nào có muốn em bây giờ khoảng ba cho em 2 phút nữa đi, 2 phút nữa em sẽ quay cho anh vị xem phiên bản R15 R15 V3 150 phiên bản độ. 2 phút. Các anh chị đi chạy thật nhanh. Anh chị nào đi vệ sinh, đi lấy nước hay là đi lấy bóp nước gì, Các anh chị cứ đi đi. Anh chị đi đi, em đợi anh chị. Em đợi anh chị. Em có anh cho anh chị có 2 phút. Em sẽ có 2 phút. Ăn cơm thì lâu quá anh. 2 phút thôi. Dạ, 2 phút thôi, 2 phút thôi. Giá xa chia là 51 triệu nha anh. Đó, hai xa chia là 51 triệu. Thích con 250 này ha anh, CBR 250 này giờ rẻ, con này giờ có 155 triệu à.
Không anh, em không phải là em nói lan man, mà em đang 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 cố đợi các anh chị vào để xem cho nó đông vui anh. Các anh chị đang nói là đợi các anh chị một chút, các anh chị đi lấy bắp nước, anh chị đi vệ sinh cái là anh chị vô liền. Đó. So nít màu đỏ ra giấy luôn, so nít bây giờ thì tầm hơn 50 triệu rồi nhanh, hơn 50 triệu, năm mươi mấy xăm ra giấy luôn, tầm có sáu mấy triệu à, những phiên bản so nít bây giờ giá rất là tốt. Còn 1 phút 30 giây, các anh chị hãy nhanh chân đi, em chuẩn bị quay qua một phiên bản R15V3 phiên bản độ rồi. Hứa hẹn là một phiên bản sẽ không bao giờ làm các anh chị thất vọng đâu à. Đó, 45 giây. Đó, có anh Công thắng, anh Tôm thắng, anh. Thôi anh chí tính, anh ở lại đi anh, ở lại đi anh, ở lại đi anh. Anh chị nào mới vào chia sẻ cho em một cái chia sẻ, anh chị mỗi anh chị một chia sẻ thôi. Mỗi anh chị một chia sẻ thôi, không cần năm hội nhóm, ba hội nhóm, 10 hội nhóm gì hết. Với em, các anh chị chỉ cần cho em xin một chia sẻ động viên cho em là em rất là vui rồi. Mỗi anh chị một chia sẻ thôi. Mỗi anh chị cho em xin một chia sẻ thôi em là rất là vui rồi. Còn lại thôi, không vòng vo với các anh chị nữa, không vòng vo quý vị nữa. Em sẽ quay qua. À, các anh chị nào nãy giờ chưa chia sẻ cho em không ta? Cho anh chị nào chưa chia sẻ cho em mà chia sẻ cho em đi nha. Rồi, ok, em sẽ quay giới thiệu cho vị về một phiên bản R15V3 được bên cửa hàng siêu thị xe máy Bình Long, bên chi nhánh Tân Bình, 824A phường 15 Trường Chinh, Trường Chinh 824A Trường Chinh phường 15 quận Tân Bình. Và phiên bản này do bên chi nhánh của em độ lên và để trưng bày sẵn. Và trong những ngày cuối tuần này, tụi em đợi anh chị nào nha, tụi em chỉ độ đúng một con thôi. Chờ sẵn quý vị ra độ đúng một con đi. Dạ em xin lỗi anh Nguyễn Tuấn Anh hỏi gì anh hỏi lại giúp giùm em à. Rồi ok, em sẽ quay qua phiên bản R15V3 phiên bản độ cho quý vị xem. Đó, đây là phiên bản R15V3 màu vàng phiên bản độ nè quý vị. Đó, quý vị, em đang quay thẳng trực tiếp, em đang quay thẳng xe thì có vị nào có quý vị nào nhận ra những món độ đầu tiên là gì không à? Có vị nào mới nhận ra những cái món độ đầu tiên trên phiên bản R15V3 màu vàng xám này không à? Cái bảng vàng xám này cực kỳ sang không quý vị. Ngày xưa năm 2018 á, cái bảng R15V3 ra phiên bản màu vàng. Em thì em không thích cái phiên bản màu vàng đó, tại vì nó cái màu vàng của nó chiếm trọn hết xe luôn. Đó, em không thích. Nên nhìn nó sao sao á, nhưng mà đối với phiên bản R15 này R15V3 độ bao nhiêu cục cưng ơi. Anh Bi bụng bự dễ thương quá. Anh Bi bụng bự ơi, chia sẻ cái livestream này giúp giùm em nha anh Bi. Em chào anh Vũ Ngọc Minh, anh chào anh Khôi Lê, anh Khương Lê, anh Công Tôn Thắng, anh cả y chang R1, đúng rồi anh, cái rắn gió y chang R1. Rồi, em chào anh Hào Lâm, em chào anh Quốc Toàn, ít có nhầy lắm. Em cảm ơn tất cả anh chị đã vào xem livestream của em. Thì đối với anh chị nào lần đầu tiên xem livestream của em, thì em đang livestream cho quý vị xem từ chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. Tối hôm nay em rất là vui quý vị vào xem livestream rất là đông. Dạ, rất là vui thưa quý vị, mặc dù cửa hàng đóng cửa hết rồi, nhân viên về hết rồi. Đó, cũng không còn khách nữa, nhưng em vẫn cố nán lại để chia sẻ cho quý vị về những dòng xe tại siêu thị xe máy Minh Long. Dạ rất vui. Bây giờ em livestream cho tới 10 11 giờ em cũng chịu nữa. Đó quý vị, chỉ cần quý vị vào vì chia sẻ livestream giúp giùm em là được, là em vui rất là vui rồi. Em chỉ muốn mang tới những chia sẻ của mình và để đến được nhiều khán giả, đến 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 được nhiều quý khách hàng yêu mến siêu thị xe máy Minh Long hơn. Đó. Rồi em quay trở lại với câu chuyện là R15V3 phiên bản độ. Đó, nãy giờ quý vị nhìn thấy được cái điểm độ nào đầu tiên trên chiếc R15V3 này, quý vị có thể chia sẻ dưới phần bình luận bên dưới giúp giùm em được không ạ? Đâu quý vị chia sẻ giùm em coi, quý vị nào đoán đúng được trên chiếc R15V3 này em đã độ bao nhiêu món rồi ạ? Có vị nào đoán ra không? À, em xin lỗi anh Bảo hỏi gì ạ? Tại vì cái lượng quý vị xem livestream quá đông, em không kiểm soát được hết, em không nhìn thấy được cái tin nhắn hết. Dạ, các anh chị có nhiều anh chị vô, anh chị comment những cái icon rất là dễ thương luôn. Đó, nên cái icon nó bự quá, nó chèn, nó che hết những cái tin nhắn rồi, em không thấy được. Dạ đúng rồi, chi nhánh này là chi nhánh 824A Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình anh. Sắp cuối tuần rồi, hôm nay là thứ tư rồi, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Anh chị nào xem xe, mua xe đến chi nhánh của em 824A phường 15, đường Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình. Hiện tại tụi em đang chứa full kho luôn, đầy đủ tất cả các xe, đầy đủ tất cả các màu luôn quý vị. Nó vì ghé thì vì xem vì lựa dễ dàng. Nhìn nhìn gì anh? Có nhiều anh chị comment rất là dễ thương luôn quý vị. Rồi em quay lại tiếp tục.
Rồi, anh chị đoán xong là trên chiếc R15V3 này có những trang bị món đồ độ nào chưa? Rồi, em tiếp tục quay cho vị xem nha. Thì em giới thiệu vị thì trên chiếc R15V3 này được tụi em thay đổi cái kính chắn gió, nó giống như cái kính chắn gió của R1. Thì đối với kính chắn gió này nó có độ dẻo rất là cao. Khi vị chạy những đá nó giăng lên hay là đá nó giăng lên hay gì nó thì nó cũng không có nứt hay là nó cũng không có gì, cái này anh chị đứng lên dặm nó cũng không bể nữa nha. Thì cái này khi mà với anh chị nào chạy mà có cái thói quen chạy hay cúi người xuống á, thì cái do cái nó có phủ một cái lớp mà mát ở bên ngoài, rất là mát con mắt quý vị lắm. Rồi tiếp theo cái kính chắn gió. Rồi em quay vòng vòng liền nè, em tức ghê cái xe này, tự nhiên hồi nãy em để bỏ trong góc tuốt bên đây đó. R15 đây, tiếp theo là xi nhan mũi tên. Hôm nay em chơi lớn luôn, xe này hồi nãy em có lắp bình rồi, test độc kính đi anh á. Không anh, để em chưa có tiền mua chiếc này. Đây, em không dám test độc kính, nhưng bây giờ em dám mở mở chìa khóa lên, quay cho quý vị coi xi nhan. Lát em nổ bô cho quý vị nghe luôn. Đó. Lát em nổ bô cho quý vị nghe luôn. Quý vị cứ ở đừng rời khỏi cái live stream của em nha. Đừng rời khỏi live stream của em, quý vị chia sẻ cho em đi. Bây giờ em sẽ mở cái chìa khóa lên. Đó, em mở cái chìa khóa lên, sau đó em test cho vị xem cái nè, sẵn em mở chìa khóa lên em quay cho vị xem cái cụm đồng hồ. Quý vị xem cái cụm đồng hồ của R15 nè quý vị. Quý vị xem cái cụm đồng hồ nè. Đó, từ từ em đợi em xíu, em giật chắc cái sẽ quay ra cụm đồng hồ. Đây quý vị xem cái cụm đồng hồ của R15. R15 nổ, mở cái cụm đồng hồ lên rất là đẹp luôn quý vị. Đây. Quý vị chia sẻ livestream giúp giùm em đi quý vị. Đó, anh nào tính trước thì nhanh đi, hôm nay em đón rễ rất là nhiều luôn rồi. Đây em mở cái cụm đồng hồ lên vị xem nè, cụm đồng hồ về đây, khởi động lên nè. Đó, quý vị thấy đẹp chưa? Đó, quý vị thấy đẹp chưa? Đây em tắt mở lại lần nữa cho quý vị xem nha. Em tắt mở. Ok, em sẽ cố gắng em quay cho anh chị xem. Đó, em mở cụm đồng hồ cho quý vị xem. Rồi, các anh chị xem kỹ cụm đồng hồ chưa? Đẹp không? Rất là đẹp. Rồi em sẽ mở cái xi nhan cho vị xem. Cái xi nhan độ này á, khi các anh chị chạy á, thì lúc nào cái xi nhan, cái đèn đỏ này nè, cái mũi tên nó lúc nào nó cũng sáng hết, nó rất là đẹp luôn, nhìn nó rất là ngầu luôn đó. Các anh chị đi, nhất là cái xi nhan này, tức là các anh chị đi vào buổi tối á, nó đẹp lắm anh chị. Đây em mở cái ưu tiên lên cho anh chị xem. Nó chớp bốn đèn xi nhan. Đó, cái xi nhan nó chớp nè, chị thấy không? Đó, nó chớp. Đó, khi chị xi nhan nó sẽ chớp vậy nè. Đó, xi nhan trước, xi nhan sau luôn, nó đều chớp hết. Mông nó bự lắm anh. Mông nó đẹp lắm. Con R15V3 mông đẹp lắm. Dạ, anh đặc biệt nha. Anh chị nào đúng rồi, có một câu hỏi rất là hay nè. Các anh chị hay hỏi em á, là R15V3 này khi các anh chị mua gắn đồ độ bên em á, thì đồ zin như thế nào? Thì khi các anh chị trang bị những vật phẩm độ bên em thì tất cả những đồ zin theo xe sẽ được bên em hoàn trả lại cho khách hàng. Đó là một điểm rất là uy tín tại siêu thị xe máy Minh Long mà ít cửa hàng nào có được. Tụi em quý vị mua xe thì có thể yêu cầu nhân viên là trả lại cho vị những đồ zin theo xe. Đó, thì cái đây cái xe này tụi em có trang bị thêm một cái bảo vệ cát nước nữa nè. Nên những quý vị nào mua những dòng xe mô tô á, mà quý vị không gắn bảo vệ cát nước, nó là một sai lầm rất là lớn luôn quý vị. Em đã từng thấy nhiều khách hàng rất là sót khi không gắn bảo vệ cát nước ở nhiều dòng xe. Thì khi mà mình chạy xe á, vô tình cán qua một cục đá nó dích lên thôi, là cát nước nó bị bong lên, hoặc là rửa xe không để ý thì cái cát nước nó sẽ bị bong lên hết, rất là sót nha quý vị. Thì giá R15V3 này hiện tại bên em đang bán là 74 triệu. Em nói nhầm, 74 triệu. Các anh chị trả góp chỉ cần đưa trước tầm 30 triệu là có thể mang xe về được nha. Rồi các anh chị nào, có anh chị nào hóng em sẽ test cái bô của xe này không ạ? Tại vì trên dòng chiếc R15V3 này tụi em đã có trang bị thêm một cái bô SC. Đó, nổ rất là hay. Các anh chị nào ghé bên em đi, trải nghiệm cái bản độ bên em đi thì anh chị sẽ thấy là nó rất là rẻ luôn. Nó rất là tuyệt vời luôn thưa các anh chị. Dạ, giá của R15, trời tin nhắn nhiều quá, em đọc nãy giờ em hoa mắt luôn á. Cái mồ hôi mà nó chảy nó là mờ kiến nãy giờ luôn. Đây, em quay cho anh chị xem cái đèn xi nhan. Có anh chị nào muốn hóng em test bô của dòng này không à? Có anh chị nào hóng em test bô không à?
Các anh chị nào muốn em test bô, các anh chị để lại dấu chấm bên dưới giúp giùm em nha. Anh chị nào muốn nghe thử cái bô SC trên chiếc R15 V3, cái bô SC này điểm đặc biệt nha, giá rất là ok, hơn 2 triệu thôi, full cây luôn, cổ bô, lon bô, nổ nghe rất là ấm. Mỗi anh chị cho em xin một dấu chấm thôi, mỗi anh chị một dấu chấm thôi, để em biết được là anh chị có thích nghe em test bô không. Tại vì thường xe là tụi em không bao giờ mà dám gắn bình vậy đâu, tại do bô này là bô độ quá chứ bô zin là em không dám test đâu. Đó, các anh chị nào muốn em test bô, các anh chị có thể cho em xin một dấu chấm được không ạ? Một dấu chấm thôi nha các anh chị. Ồ, giờ này có khách vô hỏi xe luôn, chết em rồi. Dạ, anh xem xe tự nhiên nha anh. Dạ. Giờ này có khách vô xem xe luôn, ghê thiệt. Rồi, quá trời dấu chấm luôn. Bây giờ em sẽ test bô cho anh chị xem nha. Chết rồi anh chị ơi, giờ có khách vô rồi sao các anh chị? Bên em đóng cửa mà khách vẫn còn vô. Dạ, tại vì khách không có kiếm chỗ nào mà bán xe rẻ hơn Minh Long á anh chị. Khổ vậy đó. Rồi, bây giờ em sẽ test bô cho anh chị nghe. Để em tắt cái, em mở cái đèn cảnh báo. Rồi, các anh chị nghe rõ nha. Đó. Các anh chị nghe rõ không ạ? Đó. Nãy nhất mấy thanh niên đi đến và ra lặng lẽ không chú ít gì hết. Đó, các anh chị nghe tiếng bô thế nào à? Đó, em nổ rồi đó anh chị. Các chị nghe thế nào à? Đó. Đúng rồi anh, rất là êm luôn. Trời, tại vì em đeo, anh chị biết sao không? Em đang đeo cái em đang đeo cái mic á, nên nếu mà em muốn nghe để các anh chị nghe tiếng bô, em phải đút cái mic vô cái bô. Đó là em hít hết khói từ trong cái bô ra luôn. Đó, em hít hết khói luôn. Nãy giờ em tỏ là em để các anh chị nghe được tiếng bô là em hít hết khói luôn á, mà bây giờ mà em nẹt bô nữa là thôi không sao, em sẽ hết mình với các anh chị luôn. Em chịu khó điếc chút xíu đó, thôi em đếm coi em giữ cái cam sao mà đây anh chị chịu khó nghe nha. Tại vì em đeo cái mic á, em đút cái mic vô là cái tai của em ngày mai nó cũng màng nhĩ luôn á. Nghe tiếng mới hay. Dạ đúng rồi. Anh chị thấy sao ạ? À? Cái bô nghe hay quá phải không anh chị? 74 triệu, giá là 74 triệu, cái bô này hơn 2 triệu, bởi vì xe thì 74 triệu. Rồi, bô nghe đã lắm các anh chị ơi, SC này nghe đã lắm đó. Các anh chị nào muốn, các anh chị giờ anh chị muốn xem cái dòng xe nào đó không ạ? Để em quay tiếp tục cho vị xem. Tiếp theo cái livestream này em muốn chia sẻ quý vị. Các vị ơi, quý vị đừng hãy nán lại video, quý vị đừng rời khỏi cái livestream này. Em sẽ tiếp theo sẽ chia sẻ cho quý vị xem về một phiên bản, một dòng xe Sportbike đến từ Thái Lan. Dòng xe này bên em mới chiều nay em mới về, vừa về đầy đủ màu luôn, tất cả các phiên bản màu luôn. Không anh, bản độ này thì tụi em chỉ tính tên tiền phụ kiện độ thôi anh. Đó thì tùy theo cái nhu cầu độ của anh, có thể là anh thích xi nhan, có thể là anh thích bô, có thể là anh thích chắn gió, thì em có thể nói tới và nói chia sẻ cho tụi em là anh cái nhu cầu của anh, cái sự yêu thích của anh, thì tụi em sẽ chia sẻ cho anh nên độ những cái gì. Tụi em xi nhan tụi em cũng có nhiều loại, bô tụi em cũng có nhiều loại, hơn 2 triệu cũng có.
hơn 4 triệu cũng có, đầy đủ luôn. Đó. À, có một anh chị đã xem, muốn xem những dòng xe của Jibit. Rồi, tiếp theo cái livestream này. Dạ. Chị muốn xem dòng xe nào ạ? À? Còn kia kìa, còn 200 á. Dạ, lấy gần 200 bên em có nha anh chị. Có. Dạ có. Con 200 ở đây này thì nó đâu rồi? Dạ tại vì hôm nay tụi em xe cái đó cho tụi em mới vừa bán hết anh chị. Nên cái dòng 200 này thì tụi em còn nó nằm ở trên kho rồi. Dạ. Con 200 màu vàng đen. Dạ vàng đen em có nha anh chị. Dạ con này với con này khác nhau. Nó là cùng, dạ hai con đều là giống nhau. Nó chỉ khác nhau về phiên bản màu thôi anh. Đó thôi chị. Đó cái màu vàng đó. Màu vàng mà bên hiện tại bên em đang để trên kho rồi, tem không. Nó giống màu nào này? Nó giống màu không ạ chị, cái màu vàng của Jibit Legend 200 này nó rất là đặc trưng, cái màu cực kỳ sang luôn nên cái nó không có giống cái màu nào ở đây đâu. Dạ. Nếu mà cái dạ có thể là sáng mai chị quay lại thì sẽ có xe. À. Dạ. Nếu mà xong giấy tờ hết ra hết luôn là như tiền. Dạ đối với dòng Jibit Jibit, anh chị làm biển số tỉnh ở thành phố à? Dạ, các quý vị đợi em chút xíu nha, để em bán xe cho khách xíu à. À anh chị, biển số thành phố thì bài cái chiếc Jibit 200 phân khối. À, giá hiện tại bên em đang là ra biển số luôn là 69 triệu 500 à. 69 triệu 500 là màu vàng hả? Đúng rồi, là bản màu vàng. Màu vàng ở trên kho. Dạ, hiện tại màu vàng nó ngày mai anh mới về anh. Dạ. Còn có màu đen gì? Còn 9 hả? Dạ đúng rồi, tất cả các màu đều bằng giá 69 triệu 500 nha anh chị. Dạ không, dạ cái nào không được anh. Ra biển số hết rồi. Dạ đúng rồi. Đã xong số hết rồi. Dạ đúng rồi. 9500 là xong rồi. Dạ đúng rồi. Rồi quý vị đợi chút xíu nha, em bán xe. Em bán xe, em tư vấn cho khách chút xíu rồi em quay lại cái livestream quý vị nha. Quý vị nào có đi lấy bắp nước quý vị cứ đi nha. Đợi em chút xíu nha. Dạ sao chị? Xe đối với dòng xe Jibit tại tụi em á thì tụi em bảo hành cho anh chị là 1 năm và 10.000 cây số. Dạ. 1 năm và 10.000 cây số. Dạ có, tụi em có cấp cho anh chị một cuốn sổ bảo hành và có hướng dẫn cho anh chị đi bảo hành, bảo dưỡng theo đúng định kỳ của xe. Ông này ông mua là ông ở Vũng Tàu á thì... Dạ. Ủa, ông ngủ hả? À. Rồi, quý vị muốn xem xe nào nữa không ạ? Dạ, tại giờ này tụi em đóng cửa hết đây nè, còn khách còn vô kiếm xe nữa đó quý vị. Đây, em cầm quay cho chị xem cái chiếc Jibit Demon. Một phiên bản màu rất là đặc biệt luôn. Cái này tụi em về có đầy đủ màu luôn anh chị. Màu đỏ, màu đen, màu cam, màu gì tụi em cũng có hết. Dạ, xe đó cao lắm anh. Đó, một anh khách đang ngồi thử T15 nè quý vị. Review R3, R3 em đâu có đâu anh. Dạ, R15 bản độ này thì cái bô hơn 2 triệu anh. Dạ, mấy cái kia thì nó tùy theo màu. Đó, khách đang ngồi thử xe bên em nè. À, anh này cao thì tầm 1m7, ngồi chiếc trên chiếc CBR 150 màu Resson nè quý vị. Quý vị thấy đẹp không? Đó. Sẵn có khách vô coi xe, khách ngồi ướm xe thử luôn, cho em quay cho quý vị xem luôn. Đó, em đóng cửa rồi mà khách vẫn còn vô, quý vị thấy không? Đâu có giờ mà đâu có kiếm được cái chi nhánh nào mà bán, đâu kiếm được cái hãng xe nào mà bán xe nhập rẻ như Minh Long đâu. Đó. Đóng cửa rồi mà vẫn còn vô. Chị ơi coi chừng bé nó té nha chị. Nó leo chừng nó té. Đó, anh ngồi thử mấy vòng. Nó cao nó cao cỡ chiếc này nè chị. Cao cỡ chiếc này rồi. Dạ. Cao cỡ chiếc này để 1m7 ngồi là vừa chị. Đó một mớ nét bay bên đây luôn nè, nãy giờ em nói nhiều quá em chưa kịp quay cho vị xem luôn. Nó R15 là 74 triệu phiên mới anh. Đó quá trời xe đẹp luôn mà thực tình là em không quay hết được cho quý vị xem. Đó, không quay hết được cho quý vị xem đây. Anh thử chiếc Repsol nè quý vị. Rồi một chiếc duy nhất tại hệ thống siêu thị xe máy Minh Long luôn. Đó, em quay cho chị xem cái chiếc Repsol nào này thử anh này cao. Dạ cái Jibit Legend 200 không giấy là 63 triệu nha chị. Biển số tỉnh tùy theo tỉnh chị. Vũng Tàu thì cái này là để ngày mai mấy bạn dịch vụ báo giá chị chính xác hơn. Dạ. Đó, Repsol đâu vị đẹp chưa? Anh có E150/2019 không? E150/2019 giá hiện tại bao nhiêu? Đó, khách đang ngồi thử nè anh chị, rất là đẹp.
giờ này em livestream mà khách vẫn vào em vẫn tiếp thôi đó, tại giờ nhân viên giờ hết thì bán xe cũng không bán được thì mình cứ tiếp khách thôi. Còn các chị nào mà muốn ghé sau 8 giờ hay là ghé trễ hơn, ghé sau khi tụi em đóng cửa thì các anh chị có thể liên hệ trước và em có thể ở lại tiếp. Cho quý vị có nhu cầu nào xem xe thì em sẽ ở lại để tiếp quý vị. Đó, anh đang thử một chiếc cao W175 rất là đẹp quý vị. Sẵn có khách ở đây, khách thử xe, em quay cho quý vị xem luôn, quý vị có thể hình dung được là cái chiếc xe nó cao bao nhiêu. Demon 150 GR em mới vừa quay màu cam này nè. Thì giá hiện tại bên em đang là phiên bản này là 64 triệu nha, 63 triệu, phiên bản này là phiên bản một màu, phiên bản hai màu là 64 triệu. Đó, tụi em đóng, các anh chị thấy không? Tụi em đóng cửa hết rồi, đó mà khách vẫn vào. Đó. Tụi em vẫn tiếp thôi. Các anh chị nào có nhu cầu mà muốn ghé xem xe sau 8 giờ các anh chị có thể liên hệ trước cho bên em. Đó thì bên em có thể có nhân viên ở lại để phục vụ quý vị về xem xe cũng như tư vấn cho quý vị. Dạ. Đó, chị gái đang chống chân thử chiếc MT15 nè quý vị. W175 đây, W175 đây. W175 hiện tại bên em có đầy đủ phiên bản màu nha các anh chị. Tất cả những phiên bản màu bên em là 66 triệu, riêng màu xanh dương là chỉ có 65 triệu thôi. Đó, anh đang cho con anh thử R15 luôn, tuổi trẻ mà tài cao, tài thì không đợi tuổi nha. Đó, anh chị thấy không? Ủa anh mới chào từ Vũng Tàu lên hả anh? À. À dạ, có một vị khách ở xa ở Vũng Tàu nhờ người nhà. Có chị nhưng mà nó nằm ở trên kho rồi, kho hiện tại bên em không có mở lên được. Bên em thì xe tụi em có đầy đủ. Dạ. Dạ có chị. Chị tụi em mở cửa từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, chị ghé bên em bất kỳ lúc nào cũng được à. Đó. Chị không? 9 giờ mấy rồi. Ôi trời, nãy giờ em không coi đồng hồ, 10 giờ mất tiêu rồi. Em chưa về nhà nữa. Giờ này có khách ở đây nữa. Trời ơi, thật là hạnh phúc quá. Đó, anh đang thử cái chiếc W175 nè quý vị. Dạ đúng rồi, xe con W175 này là anh phải xài bằng A2 á. Anh có bằng A2 luôn. Anh có bằng A2 luôn hả? Vậy thì tuyệt vời quá rồi. Đó, anh chị thấy không? Anh ngồi rất là đẹp. Ừ. Sao anh biết cái chi nhánh bên em vậy anh? Lên mạng hả? Anh xem trên mạng hả? À. Bằng D luôn này. Ồ, anh có nhiều, anh có luôn cả bằng lái A2 nữa, em gửi lại cho anh. Dạ. Dạ. Anh chị xem chị ơi coi chừng bé nó té chị, thấy nguy hiểm quá. À, khách chị thanh chị thấy không? Khách coi trên mạng thôi là cũng biết bên em rồi. Không có chỗ nào là bán xe. Lên mà hỏi xe lên mạng mà search trên Google xe chỗ nào bán xe uy tín. Đó, chỗ nào bán xe rẻ, chỗ nào bán xe đẹp thì nó đều ra Minh Long hết, anh chị thấy không? Chứng tỏ là cái độ uy tín của bên em rất là cao. Khách này chưa hề biết tụi em, khách chỉ tìm hiểu tụi em qua mạng thôi. Đó. Đó, một chiếc W175 rất là đẹp. Đó, 2 giờ chồng anh chị với đứa em bé. Dạ, em cảm ơn anh chị nhiều à. Dạ. Đó. Quý vị ơi, có vị nào muốn xem xe nào nữa không ạ? À? À, nãy giờ có vị nào, có vị đang cho muốn xem chiếc dòng Raider Sachi Sonic nè. Để em quay lại Raider Sachi, quay lại Sachi Sonic cho vị xem nha. Trời ơi, nãy giờ em nói vị em bị, em chắc em phải đi uống một miếng nước quá. Nhưng mà không sao, em sẽ quay tiếp tục cho vị xem cái dòng Sonic. Quý vị cứ comment phía bên dưới thích xe nào, em sẽ quay xe đó cho quý vị xem ạ. À. Đây, Sonic đây quý vị. Sonic đây. Mỗi xe tụi em chỉ trưng một màu thôi nha quý vị. Tụi em không có, tại vì diện tích ở dưới đây nó nhỏ lắm, tụi em không có trưng nhiều màu được. Nhưng mà trên kho tụi em màu nào tụi em cũng có hết. Nó đặc biệt là vậy, kho chứa gần 300 xe mà dưới đây tụi em trưng bèo bèo mấy con trăm xe, đâu có nhầm nhò gì đâu. Một bé 65 ngồi CBR 250 em thấy nó hơi bất ổn anh ơi. Rồi nãy giờ để anh Minh Tú anh hỏi lại giúp giùm em nha. Anh tin Zbit Legend Gentleman 200. Rồi em quay liền qua cho anh luôn nè, Zbit Legend Gentleman 200. Đó. Gỡ đít. Dạ gỡ đít, bây giờ gỡ đít bên em nằm trên kho mất tiêu rồi. Hồi nãy trước khi mà em livestream cho quý vị á, em có chuẩn bị xe rất là kỹ luôn, em chuẩn bị đầy đủ xe luôn. Cái em vừa chuẩn bị xong em tính 8 giờ em live, khách vô nào là hồ sơ góp, nào là
nào là xem xe, nào là mua xe trực tiếp, chuyển khoản, quá trời luôn. Xong khách dọn một leo đi hết sạch sẽ xe của em luôn, thì kho trên đó nhân viên nó về kho thì nó khóa lại mất tiêu rồi. Em không có, em bây giờ em không có cách nào dắt xe xuống cho bị xem hết. Rồi quay lại câu chuyện Civic, cái chiếc Civic Gentleman 200. Đây là một mẫu xe đến từ Thái Lan nè quý vị. Mẫu xe đó hầm hố đẹp phân lên tới 200 phân khối luôn. Giá của chiếc Civic Gentleman 200 này ra giấy chỉ chưa bao gồm phí ra biển số là hơn 60 triệu đồng, tầm khoảng 64-65 triệu nha quý vị. Đây một mẫu xe đến từ Thái Lan nè quý vị. Đó, một mẫu xe đến từ Thái Lan. Rất là đẹp, mẫu này rất là hầm hố luôn. Những anh văn phòng hay là những anh thích đi phượt. Đó, xe này quý vị có thể chở gia đình được luôn. Cái phần ốp đuôi này tháo ra được nè quý vị. Cái phần ốp đuôi này nè tháo ra được nè. Ở phía sau nó còn một cái yên nữa, ngồi được nguyên gia đình luôn. Còn quý vị điên mình quý vị lắp vào. R15V3, RXR em nó trên kho anh, ở dưới đây hết trơn rồi. RXR em còn đủ màu luôn, màu xanh, màu trắng gì còn đủ hết luôn. Em dắt xuống mà nãy khách mua mất tiêu rồi. Đó. Anh thông cảm nha, có gì để cái livestream sau em sẽ cố gắng trang bị đầy đủ xe hơn để em show cho các anh chị thấy. Sachia giá bên em đang là 51 triệu tất cả các màu của anh. R15V3 là 72 triệu phiên bản màu cũ và 74 triệu phiên bản màu mới nha. Rồi nhiều anh chị hỏi còn còn có một anh đã thấy được con Visa 150 rồi nè. Hay ghê luôn á. Con này em để con này em tính quay sau cùng cho anh chị xem luôn á. Em quay cho anh xem con CB Visa nha. Con CB Visa này những anh nào hơi đứng tuổi chút xíu đi là rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. TFX GX nãy em bán rồi anh, em không mang kịp xuống. Anh Dương Quang Lê thông cảm cho em nha. Đó. Em quay qua xem cho chị xem cái dòng Sonic Sachia. Sonic bên em còn màu Sachia đen nhám nè, Sonic trắng đỏ nè, Sonic trắng trắng đỏ mâm đỏ nè, Sonic trắng đen đỏ nè, Sonic trắng đen nè. Trời ơi, mà Sonic này một xe nó có quá trời mà đầy đủ màu luôn, em nhìn em cũng cũng ấy nữa. R15V3 anh cao tầm 1m7 chạy là đẹp nhanh. Nó Sachia bên em có đầy đủ tất cả các màu luôn nè các anh chị. Màu đỏ. Em nó em chia sẻ lại vì một vấn đề nha, tại vì do diện tích bên em trưng xe nó nhỏ đó nên mỗi xe thì tụi em chỉ trưng mỗi dòng xe tụi em chỉ trưng từ 1 tới 2 chiếc thôi và màu xe thì cũng như vậy, tụi em trưng không được nhiều nhưng mà kho của tụi em có sức chứa lên tới gần 300 xe thì đảm bảo quý vị là khi vị mua xe tại chi nhánh 824A Trường Trinh, phường 15 quận Tân Bình, quý vị có thể có đầy đủ tất cả các màu xe để vì dễ lựa và vì yêu thích. À, quý vị còn muốn xem xe nào nữa không ạ? À? Thì sau cái livestream này em sẽ bóp cái tin nhắn, cái địa chỉ của tất cả các chi nhánh, chính chi nhánh Minh Long cho quý vị để vị tiện tới tham khảo. À, em ở xa muốn mua thì có cần tới cửa hàng không hay chuyển khoản rồi cửa hàng ship xe về? Em muốn bao biển luôn. Dạ được anh cứ liên hệ với chính chi nhánh bên em thì các bạn sẽ hỗ trợ anh nhanh. Liên hệ chuyển khoản tụi em ship xe về tận nơi cho anh luôn, anh có thể yên tâm. Dạ em chào anh Trần Minh Hoài, anh hỏi gì ạ? GXS Marquee bao nhiêu? Dạ chiếc Suzuki GXS phiên bản khóa Marquee là khoảng 65 triệu nha anh, chưa bao gồm phí ra biển số. À đó anh chị thấy không, chiếc GR rất là đẹp nha. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị ngày hôm nay đã vào livestream của em và dạ, chân thành cảm ơn các anh chị. Thì em hiện tại hôm nay em đang thực hiện livestream tại chi nhánh 824A Trường Trinh, phường 15, quận Tân Bình. Thì chi nhánh 824A Trường Trinh, phường 15, Tân Bình là một trong những chi nhánh có sức chứa xe rất lớn trong chuỗi chính chi nhánh tại hệ thống siêu thị xe máy Minh Long. Thì khi đến với chi nhánh 824A Trường Trinh, phường 15, Tân Bình, quý vị có thể có đầy đủ tất cả màu xe, tất cả các dòng xe tụi em đều có đầy đủ vì sức chứa kho tại chi nhánh tụi em lên tới gần 300 xe. Miễn là xe bên em có bán là bên em có xe để cho các anh chị tham khảo. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều vì hôm nay đã vào xem livestream của em. Một lần nữa em cảm ơn chị rất nhiều và hẹn gặp lại các anh chị vào những buổi livestream tiếp theo. Thì những anh chị nào có trong livestream này em không tư vấn kịp cho những anh chị có thể inbox vào fanpage giúp giùm em. Anh chị inbox vào fanpage giúp giùm em. Thì bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn trả lời những thắc mắc của anh chị. Dạ thì
Các anh chị còn những thắc mắc gì, các anh chị vui lòng inbox vào fanpage giúp giùm em nha. Em cảm ơn, tối nay em rất là vui. Cảm ơn tất cả các anh chị đã vào xem livestream của em. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị. Và hẹn lại gặp lại các anh chị vào những livestream tiếp theo của tuần tới. Dạ, lần sau em sẽ có những anh chị nào thích, anh chị nào có muốn em tư vấn về cái gì á, các anh chị có thể inbox vào fanpage, hoặc là sau trước khi mà em livestream á, em sẽ pop một cái comment, là một cái thay thế lên, là em hỏi là em thay thế lên, để anh chị nào có nhu cầu về những cái gì, anh chị có thể comment trước cho em có thể chuẩn bị và tới buổi livestream em có thể tư vấn cho anh chị được tốt hơn. À, em dự định là vậy. Và tiếp theo rồi, một lần nữa em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ và một giấc ngủ ngon. Cảm ơn tất cả các anh chị ạ.